Dương Thạc trong mắt có ánh sáng. Trương Mạc lại cảm giác mình chén này đậu hủ não là ăn không vô nữa. Hắn vốn còn muốn gọi Dương Thạc cùng đi, một chủ một bộc về sau chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Hiện tại cái này gọi hắn trả lời như thế nào? Ngươi vì cái gì có thể như thế có lý tưởng à? Đây không phải lộ ra bổn tông chủ rất dễ nhũ sao? Trương Mạc lại hỏi, bị chính đạo truy sát, có phải hay không rất thảm à? Nâng lên cái này, trong nháy mắt Dương Thạc liền không vây lại. Tông chủ không có bị đuổi giết qua. Quả nhiên, tông chủ cường đại như vậy tồn tại, chính đạo những tên khốn kiếp kia cũng không dám tùy tiện trêu chọc à? Tông chủ thật muốn biết, ta có thể nói tỉ mỉ. Trương Mạc ra hiệu Dương Thạc có thể ngồi xuống trò chuyện. Dương Thạc lập tức ngồi xuống, mặt mày hớn hở nói, năm đó ta bị đuổi giết thời điểm liền kiến thức qua rất nhiều ma tu bị chính đạo bắt được. Một chút tiểu ma tu kỳ thật căn bản ngay cả ma nguyên đều không có, đơn giản là làm sai chút ít sự tình, thí dụ như khinh nhờn thi thể, học một chút tà pháp, lừa gạt viên ngoại tiểu thiếp, tin cái ma thần loại hình, kết quả là bị người trong thôn hoặc là chính đạo ngụy quân từ đuổi kịp. Ai nha, đi lên trước hết là trưng nấu, đem người phóng tới trong nồi rót nước nóng, mở đại hỏa nấu, nói là muốn trưng ra bên trong thân thể tà khí. Trương Mạc có chút hé miệng, nghe giống như so trong địa lao cực hình cũng kém không nhiều lắm a. Chính đạo cũng hung tàn như vậy. Dương Thạc tiếp tục nói, còn có liền là hỏa thiêu, chính đạo đều cho rằng đây là tịnh hóa ma nguyên phương pháp tốt nhất. Bọn hắn còn đem đốt ma tu trời ra nhiều kiểu, chia làm mấy phần quen, còn có đốt mấy ngày. Thí dụ như đồng dạng ma tu, cái kia chính là 5 điểm quen, đốt một ngày không đến, tuyệt không thiếu chết. Có thể khống chế hỏa diễm, để ma tu tại thái thi khẩu rú thảm dòng dã một ngày. Lợi hại hơn nữa một điểm, 97 phần, đốt 3 ngày, muốn đốt tới ngũ tạng lục phủ cùng cặn bã, người lại sẽ không lập tức chết loại trình độ đó. Lợi hại hơn nữa ma tu, thí dụ như tông chủ ngài trình độ này, cái kia chính là rất quen thuộc. Tốt tốt, Trương Mạc nghe không nổi nữa, hắn cảm giác mình đã nóng đi lên. Nghe được hắn tiểu tâm can đập bịch bịch, chịu không được, quá chịu không được. Như thế xem xét, ma thần vẫn là rất ôn nhu à. Tử vong đếm ngược kỹ năng này không sai, rất không tệ. Đen thả xuống tiền, Trương Mạc tiếp tục tại thị trường bên trên đi dạo. Dương Thạc mặc dù không biết Trương Mạc đến cùng muốn làm gì, nhưng đối tông chủ tuyệt đối tín nhiệm, để hắn không nói lời nào. Một mực đi dạo đến ban đêm, Trương Mạc mới đi về nghỉ. Thân là tông chủ, hắn đương nhiên là chuyên môn sân. Cho dù là tại cái này địa phương nhỏ, Dương Thạc y nguyên giúp hắn an bài thỏa làm. Ban đêm, Trương Mạc ngủ không được, mình bỏ lên trên nóc nhà nói mát. Gió đen thổi trượt, Trương Mạc nhìn qua các nhà đèn đuốc, lại không biết mình con đường phía trước như thế nào. Thật muốn chạy trốn sao? Từ nay về sau, giống như một con chó bị chính đạo truy sát, cho đến có một ngày giống Dương Thạc nói như vậy bị bắt lại, sau đó trưng nấu hoặc là thiêu chết. Đương nhiên hắn có tử vong đếm ngược mang theo, ngược lại là có thể thiếu thụ một chút tội, nhưng đây chính là hắn nhất định kết cục sao? Thế nhưng là không trốn, lấy thực lực của hắn cũng bất quá là như vậy chiến tử mà thôi. Vừa đến chiến trường chân chính, hắn liền sẽ lộ tẩy, tử vong không thể tránh né, tà hữu đều là chết. Đơn giản là lựa chọn thể diện chiến tử, vẫn là chật vật chạy trốn mà chết. Như lúc trước, hắn khẳng định chọn đào mệnh, nhưng bây giờ, chân chính được chứng kiến thế giới tàn khốc này về sau, hắn lại có chút do dự. Tựa như Dương Thạc nói như vậy, tự lên là ma tu ngày đầu tiên lên, liền biết mình sẽ chết không yên lành, có thể lựa chọn cái chết của chính mình đã là thượng thiên ban ơn. Dương Thạc như thế, hắn sao lại không phải? Một ngày là ma, cả đời là ma, như thế mà thôi. Hôm sau, Cổ Càng Thành, đang lúc hoàng hôn, lão cổ lo lắng tại nhất phẩm trà lâu bên trên đi qua đi lại. Không phải nói sớm đã xuất phát sao? Làm sao bây giờ còn chưa đến? Dương đại trưởng lão bọn hắn chạy đi đâu rồi? Lão cổ mang theo mình người, đã tại Cổ Càng Thành thiết tốt mai phục. Nhưng chỉ bằng thực lực của bọn hắn, muốn ngăn lại viện quân, lão cổ mình cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Nhưng bọn hắn khả năng xuất thủ liền chỉ có một lần cơ hội. Một khi để viện quân kịp phản ứng, cái kia chính là đối kháng chính diện, như thế liền phiền toái. Căn cứ tin tức, Bảo Thuyền lập tức liền muốn tới Cổ Cảng Thành, lại không ra tay, cơ hội liền muốn bỏ lỡ. Bảo Thuyền liền muốn bỏ chạy, lại đi tìm hiểu tin tức, nhìn tông môn người đã tới chưa. Dương Thạc, lần này nếu là hỏng kế hoạch, trở về ta không phải để tông chủ lột da của ngươi ra. Lão cổ khí nhe răng trợn mắt, lần này đại chiến hắn xem như Thiên Ma Tông bên này tổng chỉ huy thứ nhất, từ lập kế hoạch đến an bài lại đến tiền tuyến chỉ huy đều là hắn đích thân tới, hết thảy làm tốt, còn kém cái này một lần cuối cùng. Đáng chết, liền cùng chuyện nam nữ còn kém như vậy lắc một cái, liền rất khó chịu. Thời khắc mấu chốt ta, chân chính thời khắc mấu chốt, không đến tính là chuyện gì xảy ra. Sau lưng, một tên ma tu nhìn lão cẩu lấy bộ dáng gấp gáp lên tiếng nói, cẩu gia, nếu không chính chúng ta làm à? Lão cẩu lớn tiếng nói, thả mẹ ngươi cái dây cái rắm, đại quân không có đến, lại không có tông chủ mệnh lệnh, ai dám làm? Ta cái thứ nhất chặt hắn, đều chờ đó cho ta. Ma tu đuổi vội cúi đầu, nhưng vẫn là ông quyền nói, có thể là đối phương thuyền đều muốn đến, chẳng lẽ liền như vậy nhìn xem nó quá khứ sao? Lão cẩu trợn mắt nói, ta lặp lại lần nữa, không có có mệnh lệnh, không cho phép ra tay, liền xem như qua cũng không thể ra tay. Vâng, ma tu tranh thủ thời gian lui ra, phía dưới cấp tốc lại có gấp rút tiếng bước chân chuyển đến.
Một tên ma tu cầm tin tức, lo lắng xông lên lầu đến nói: "Cẩu gia, việc lớn không tốt Cẩu gia. Chính đạo liên quân dốc toàn bộ lực lượng, hôm qua liên hạ bên ta hai thành." Lão Cẩu nghe vậy giật mình, tiếp nhận tin tức quan sát, lập tức khí đạp thẳng đùi. Bọn hắn biết, đáng chết chính đạo liên quân khẳng định là biết chúng ta kế hoạch. Thật biết chọn thời gian à? Biết do chúng ta hiện tại căn bản là không có cách hồi viên. Không được, nhất định phải trước giải quyết viện quân lại nói. Nói cho cái khác thành chấp sự, giữ vững, cho lão tử tận khả năng giữ vững. Cắn răng, lão Cẩu thất giọng nói: "Không thể nào, thật chẳng lẽ muốn sập? Lão tử thế nhưng là ngay cả hồn đều hiến đi ra, thua không nổi à? Tông chủ anh tông chủ, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Hiện tại lại nên như thế nào á?" Lúc này, nhỏ thị trường, Trương Mạc trước tiểu viện, Dương Thạc đứng tại cửa ra vào, im lặng chờ lấy. Một tên ma tu đi tới, mang theo hiếu kỳ giọng điệu nói: "Đại trưởng lão, chúng ta chuyến này đến cùng đi cái nào á? Vì cái gì đi đến một nửa, không đi, chờ đợi ở đây có mục đích gì sao?" Dương Thạc trợn mắt nói: "Cần giải thích với ngươi sao? Xéo đi, không có tông chủ mệnh lệnh, liền không tiến đi. Cái này cũng đều không hiểu." Ma tu tranh thủ thời gian cúi đầu rời đi, không dám hỏi một câu nữa. Dương Thạc nhìn trời một chút lại nhíu mày, sau đó lẩm bẩm nói: "Mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng chỉ cần tin tưởng tông chủ, liền là không sai." Ngày thứ ba, kinh chập, vào lúc giữa trưa, Cổ Cảng Thành. Lão Cổ ngồi tại bên cửa sổ, nhìn xem chiến báo, trong lòng mắng lấy ngọa tào. Chính đạo liên quân lại liên hạ hai thành, quân tiên phong trực chỉ Thiên Ma Tông. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai liền có thể đánh tới Tiểu Thánh Nguyện. Đi con mẹ nó, thích thế nào đi á? Lão Cổ triệt để bó tay rồi. Đến hôm nay Dương Thạc bọn hắn thế mà còn chưa tới, chỉ có ngàn ấy đường, đừng nói cưỡi ngựa, liền xem như đi cũng nên đi tới. Đường đường Dương đại trưởng lão, đến bây giờ không hề có một chút tin tức nào. Thả ra Hắc Nha, liền không có một cái trở về, không thể nào là bị ăn đi. Lão Cổ thật sâu hoài nghi, Dương Thạc bọn họ có phải hay không chạy đến một nửa đi dạo hầm lò tử đi, chết tại trên bụng nữ nhân. Chúc hoàn Dương liệt sớm tiết, tinh tận nhân vong. Không còn lại nhìn tin tức, hôm nay viện quân thuyền lớn khẳng định đến. Có lẽ liền là sau một khắc, người ta nếu là an nhiên đi ngang qua, vậy bọn hắn còn muốn tìm cơ hội liền không thể nào. Xong, toàn xong. Lão Cẩu dựa vào ghế, trong lòng thầm mắng mình làm sao tuyển như thế cái rác rưởi tông môn. Không di chuyển được à? Quá hố, thật không di chuyển được. Chính mắng lấy, đột nhiên liền thấy một chiếc bảo thuyền trong tầm mắt xuất hiện. Sau đó lại là cập bờ mà đến. Tới, nhưng nó tại sao phải cập bờ? Lão Cẩu đứng người lên, biểu thị không hiểu. Lúc này, bảo thuyền bên trên, Hỏa Vân trưởng lão cũng là vặn chặt lông mày. Mẹ kiếp, không phải đã nói sẽ có ma tu đến đây chặn giết sao? Người đâu? Hỏa Vân trưởng lão thật cảm giác ngày chó. Vì trận chiến này, hắn nhưng là không thèm đếm xỉa. Chỉ là ở đâu thuyền đứng đều được mấy ngày, đều sắp bị gió biển thổi thành hải sản. Trang cái bước dễ dàng sao? Không phải liền là chờ lấy ma tu nhóm đến chặn giết thời điểm, có thể lộ ra càng uy mãnh một chút sao? Kết quả một đường đi tới, bình yên vô sự, mắt thấy liền muốn qua Cổ Cảng Thành, ma tu một cái không có gặp, đều chết ở đâu rồi? Câu, không có cách, cũng không thể đợi chút nữa lại quấn một vòng trở về đi. Vậy cũng chỉ có cập bờ. Thuyền lớn chậm rãi lái vào bến tàu. Hỏa Vân trưởng lão cái thứ nhất nhảy xuống tới, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía quanh mình, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng là nhìn một vòng vẫn là không có phát hiện một cái ma tu. Ách, hắn không phải là đến lộn chỗ à? Xuất ra địa đồ xem xét tỉ mỉ, không sai à, là cái này à? Mẹ kiếp, ma tu đâu? Tranh thủ thời gian đến à? Quá bất kính nghiệp à? Hỏa Vân trưởng lão cũng không dám đi, liền đứng dưới thuyền mặt tiếp tục chờ. Cái khác thủy thủ cùng lực sĩ thì nhao nhao xuống thuyền. Vị đại gia này, ngài nhìn thuyền phí có phải hay không kết một cái? Hỏa Vân trưởng lão mở to hai mắt nhìn, còn phải trả tiền. Trước khi đến, hắn cố ý tìm một đám tay chân không quá nước sạch tay cùng lực sĩ, vì chính là nổ chết người không đau lòng, dù sao cũng nên thuyền hủy người vong. Hắn liền căn bản không có đưa tiền ý nghĩ, lại thêm trận chiến này, đối với hắn mà nói, cũng là liều mạng chi chiến, làm không cẩn thận, cùng nhau cũng sẽ bị nổ chết. Chớ nhìn hắn đối tử viêm vô cùng tinh thông, lại cũng không dám hứa chắc, có thể nổ chết ma tu đồng thời, mình cũng có thể còn sống. Như thế, cho nên hắn liền căn bản không mang tiền. Nhưng hắn lúc này lại không thể cùng những này các thủy thủ giải thích, lập tức sắc mặt cùng táo bón khó coi. Đại gia, ngài không phải là không có tiền à? Khách quan, ngài cái này quá mức à? Nhìn ngài cũng là một vị võ giả, đại tông môn xuất thân đi, không có khả năng không có tiền đó à? Đại gia, ngài dạng này, ta cũng chỉ có thể mang ngài đi gặp quan. Một đám thủy thủ lập tức xông tới, từng cái sắc mặt khó coi. Hỏa Vân trưởng lão đương nhiên không thể đi gặp quan. Lúc này hắn liền rời đi bảo thuyền quá xa đều không được, trên mặt mồ hôi đều xuống. Hỏa Vân trưởng lão đập đập ba ba nói: "Ta không phải không trả tiền, chỉ là tiền mất đi. Ta cái này cho người ta viết thư, các người các loại hai ngày sẽ có người đưa tới, như thế nào?" Dẫn đầu nam tử lớn tiếng nói: "Khó mà làm được, còn chờ hai ngày, ngươi chạy làm sao xử lý? Chúng ta có thể đuổi không kịp ngươi. Như vậy đi, ta nhìn người đau không sai, khẳng định đáng tiền, lưu lại làm cái thế chấp à? Ngươi lúc nào đưa tiền đây, lúc nào trả lại ngươi?" "Đúng, đúng, đói, cầm đao, ngươi có phải hay không còn có răng vàng à? Ta thấy được,
Cũng rút ra, quần áo cũng không tệ à. Một đám người giở trò, rất nhanh liền cầm đi Hỏa Vân trưởng lão áo khoác còn có trường đao. Nếu không phải Hỏa Vân trưởng lão phản ứng rất nhanh, đẩy ra mấy người, hắn răng vàng cũng phải bị người gõ rơi. Đi, chỉ những thứ này à? Sớm một chút đưa tiền đây ạ. À. Hiện tại đại nhân vật đi ra ngoài đều không mang theo tiền sao? Lão gia hỏa thân thể tuy không tệ, giờ bắt đầu rất có xúc cảm mà. Hỏa Vân trưởng lão một mặt mộng đứng tại chỗ, một lát sau đao không có, áo cũng mất, hai tay để trần, đón gió mà đứng. Sắc mặt hắn đen khó coi, đường đường nguyên môn trưởng lão, chưa từng nhận qua bực này khuất nhục. Mẹ kiếp, người đâu, người đâu? Hỏa Vân trưởng lão bi thương gầm thét, chỉ là không có người hiểu hắn bi thương. Hắn hiện tại liền muốn nổ chết lũ khốn kiếp này. Trà lâu bên trên, lão cẩu nhìn xem một màn này, chậm rãi há to mồm. Người này nhìn lên đến là cao thủ à, tại sao lại bị người đảo hết? Các loại, trên thuyền bị cái gì liền cái này một vị cao thủ, cái khác cao thủ đâu? Lão cẩu cảm giác không đúng, mình xuống lầu, lượn quanh cái vòng, sau đó tìm cái không ai địa phương phù phù nhảy xuống nước. Thừa dịp Hỏa Vân trưởng lão còn tại gợi cảm bi thương, lão cẩu từ bảo thuyền mặt khác lặn đi vào. Vừa mới đi vào trong khoang thuyền, lão cẩu liền thấy cả thuyền Tử Viêm Lôi Hỏa Thạch, lập tức trực tiếp bị hù đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngoạ tào, ngoạ tào, ngoạ tào, ba cái ngoạ tào tầng tầng tiến dần lên. Lão cẩu mau từ trong ngực lại lấy ra một cái hắc nha cùng tờ giấy, trước bưng chặt hắc nha miệng không cho nó lên tiếng, tiếp lấy cắn nát ngón tay trước cho hắc nha uy máu, lại dùng máu viết thư. Cánh tay một mực đang đều run, trên ót tràn đầy mồ hôi lạnh. Còn tốt không có động thủ, vạn hạnh không có động thủ. Đây chính là vì cái gì lão Dương bọn hắn không có tới nguyên nhân à? Bọn hắn khẳng định là đoán được cái gì? Không đúng, lão Dương không có bản sự này. Là tông chủ, tất nhiên là tông chủ đoán được. Người khác không có khả năng, lão Lý cũng không có bản sự này. Lúc này suy nghĩ lại một chút lúc trước tông chủ biểu tình bình tĩnh, cơ chỉ ánh mắt, phảng phất liền là nhìn ra đối phương toàn bộ kế sách. Chỉ bất quá tông chủ điệu thấp, tông chủ không nói, tương kế tự kế, ngư bức thực ngư bức. Viết xong tin, thả đi hắc nha, lão cẩu mau chóng rời đi. Hắn một khắc đều không muốn tại cổ cảng thành chờ lâu. Người nào thích tại cái này ai tại. Dù sao ta lão cẩu là muốn chạy trốn. Hết thầy đều là cục à, Vân Phiến công tử bày tất xác cục. Thật hung ác à, quả nhiên loại cao thủ này cục. Không phải hắn có thể khống chế. Chỉ có tông chủ nhân vật như vậy, mới có thể xem thấu, mới có thể phá cục. Còn tốt lão tử hiến hồn, tiến vào Thiên Ma Tông. Nếu không ngày nào bị chính đạo trời chết cũng không biết. Tông chủ à, tông chủ. Ngươi lại không hề có một tiếng động đã cứu ta lão cẩu một mạng. Ta Thiên Ma Tông tông chủ, vô địch thiên hạ, nhỏ thị trường. Trương Mạc rốt cục tỉnh ngủ, nhìn một chút ngoài cửa sổ, bóng đêm nặng nề, xem ra hắn là ngủ không thiếu thời gian. Nhịn cái đêm, lại bù đắp lại cảm giác. Trương Mạc cuối cùng là đem hết thảy nghĩ thông suốt. Lúc đầu hắn, có lẽ là cái phàm nhân, là cái bách tính, là cái bụi bặm. Nhưng nếu như đã đi tới bước này, thượng thiên để hắn trở thành Thiên Ma Tông tông chủ, vậy hắn liền không thể lại lấy phàm nhân tự xử. Người làm sinh như hạ hoa chói lọi, giống như lưu tinh xẹt qua thương khung. Tuy chỉ lòng lánh nhất thời, lại không hèn mọn như ở trước mắt. Tham sống sợ chết, chết có thể chết, làm chết có ý nghĩa, vong có thể vong, muốn rực rỡ như yên hòa. Ta Trương Mạc, tình nguyện khi chết là ma đầu, cũng không muốn đã chết giống con chó. Quyết định làm, liên mẹ nó, mò làm. Đại tướng sinh ra dũng khí hào, eo hoành thu thủy móng linh đao. Đi ở can đảm hai côn luân, ta từ hoành đao hướng thiên tiếu. Dương Thạc, đi tới cửa Trương Mạc gọi hô một tiếng. Dương Thạc một mực sẽ ở cửa chờ đây, vừa nghe đến gọi, tranh thủ thời gian đem cửa mở ra. Tông chủ, ngài phân phó. Dương Thạc không người nói. Trương Mạc nói, gọi người tập hợp. Dương Thạc lập tức gật đầu, bắt đầu để cho người. Chỉ trong chốc lát, tất cả ma tu tề tự tại Trương Mạc trước cửa đều nhanh muốn chiếm nửa cái đường phố. Cũng may là buổi tối, trên đường cũng không có người nào. Một đám áo bào đen ma tu đứng ở chỗ này, từ xa nhìn lại cột thật có chút khiếp người, chó cũng không dám tới gần. Trương Mạc nhìn xem mọi người, cất cao giọng nói, ta biết gần nhất các ngươi khẳng định đang nghi ngờ tông chủ đang làm gì, vì cái gì không đi, thậm chí là không phải tông chủ muốn rút lui. Ở đây ta nói cho các ngươi biết, cũng không phải ta đem cùng các vị phấn chiến đến một khắc cuối cùng, chúng ta có thể sẽ chết, nhưng cũng không phải hôm nay. Chính đạo muốn giết chúng ta, bọn hắn cũng phải giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Ta Thiên Ma Tông tuyệt không lùi bước, tuyệt không buông bỏ, tuyệt không đầu hàng. Trương Mạc lấy ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, hắn đã làm tốt chuẩn bị tiến về cổ cảng thành quyết chiến. Cao giọng, Trương Mạc đang chuẩn bị gọi một câu xuất phát tiến về cổ cảng thành, mà lúc này một cái hắc nha bay tới, thẳng tắp rơi vào Dương Thạc trên tay. Dương Thạc nhanh chóng từ hắc nha trên chân cầm xuống tờ giấy, chỉ nhìn thoáng qua liền lên tiếng kinh hô nói, ngọa tào. Ngay sau đó, Dương Thạc liền đối với Trương Mạc kích động quỳ rạp xuống đất, tông chủ thần cơ diệu toán, vô địch thiên hạ. Trương Mạc lập tức có chút mộng, chuyện gì xảy ra, hắn lại tính gì, hắn còn cái gì cũng không làm đâu. Các loại đem cổ cảng thành sự tình chấm dứt lại hô cũng không muộn á. Trương Mạc vẫy vẫy tay ra hiệu Dương Thạc giải thích một chút. Dương Thạc lập tức cung kính đưa lên tờ giấy, lớn tiếng nói, nguyên lai cổ cảng thành viện quân là giả, lại là một cái muốn nổ rớt tất cả chúng ta bẫy dập. Chính đạo thật là đáng sợ,
vẫn là tông chủ pháp nhãn như đuốc, liếc mắt xem thấu âm mưu của bọn hắn. May mà chúng ta không có đi cổ cảng thành, nếu không, chúng ta đều phải chết. Tông chủ đã cứu chúng ta toàn bộ người à? Cái khác ma tu nghe xong, hoảng sợ kinh hãi. Cái gì? Bọn hắn hai ngày này lại là tại trước quỷ môn quan đi qua một vòng. Nghe Dương đại trưởng lão y tứ, lúc đầu bọn hắn là muốn đi chịu chết. Chỉ bất quá bởi vì tông chủ sớm nhìn ra âm mưu, cho nên mới ngừng lại được. Mắt thấy Dương đại trưởng lão kích động bộ dáng, không như có giả, với lại loại sự tình này rất tốt cho. Cổ Cảng Thành còn có một số thiên ma tông ma tu đâu, đến lúc đó hỏi một chút liền biết. Tông chủ cùng chính đạo liên quân quyết đấu, lại là lấy loại phương thức này bắt đầu sao? Quả nhiên đại lão thế giới, thật đáng sợ, động một chút thì là đoàn diệt đại giới, cao thủ cục, cao thủ chân chính cục. Bọn hắn lúc đầu coi là tông chủ hai ngày này chỉ là đang lười biếng đâu, tình cảm, còn có như vậy thâm ý. Ai, quả nhiên cảnh giới của bọn hắn còn chưa đủ à? Thế mà còn dám hoài nghi tông chủ, còn tốt bọn hắn không biết tình hình thực tế, không có người ra mặt, nếu không chết một vạn lần đều giữ xài. Trương Mặc nhìn xem tờ giấy, mở to hai mắt nhìn, tình huống như thế nào, thuyền đã đến sao, đã nói xong viện quân không có, cái kia thẩm vấn đi ra những sự tình kia, đều là giả, không đúng, dựa vào, thế mà hết thảy đều là Vân Phiến công tử bày ra cục, muốn nổ chết bọn hắn á, quá không nói võ đức. Nói cách khác, hắn nếu như không có do dự, trực tiếp theo kế hoạch đi lời nói, chỉ sợ ngay cả mở ra tử vong đếm ngược thời gian cũng sẽ không có. Ai nói do dự người không làm được đại sự tới? Ai nói người lười nhất định thành công không được? Cái này không nên đến đến sao? Các loại, có chút kỳ quái, thiền tới sớm sao như vậy? Trương Mặc nhẹ giọng hỏi thăm Dương Thạc nói. Hôm nay là ngày gì? Dương Thạc trả lời. Tinh chập mày á? Trương Mặc tính toán hạ thời gian. Khá lắm, nguyên lai hắn không phải ngủ một cái ban ngày, mà là dòng dã ngủ hai cái ban ngày thêm một đêm á. Ách, ai nói thức đêm không có chỗ tốt tới? Quả nhiên đi ngủ cũng là nhân sinh đại sự, không qua loa được. Trương Mặc nhất thời trầm mặc. Đối phương viện quân nếu không có nói, cái kia lý chiếc thuyền kia làm gì? Đi cổ Cảng Thành hoàn toàn không cần thiết à? Hắn vừa mới còn gióng ra cái kia lời nói, có phải hay không liền có chút giới? Ách, hiện tại cũng không thể để mọi người tiếp tục về đi ngủ à? Thu hồi tờ giấy, Trương Mặc dò hỏi, chính đạo liên quân hiện tại như thế nào? Dương Thạc lập tức trả lời, chính đạo liên quân dốc toàn bộ lực lượng, đã liên hạ bên ta 4 thành, dự tính ngày mai liền có thể đánh tới tông môn dưới chân. Trương Mặc chấn động trong lòng, tới tốt lắm nha nha. Đây chính là chính đạo kế hoạch, xuất thủ chính là tuyệt sát. Chúng ta bây giờ chạy trở về, như thế nào? Trương Mặc lại hỏi, Dương Thạc hơi chút tính thời gian, trong lòng càng là ngọa tảo liên liên. Tông chủ, lấy chúng ta bây giờ khoảng cách, chạy trở về đoán chừng vừa vặn có thể tại bọn hắn tấn công núi môn lúc, cho một kích chí mạng. Dương Thạc một bên nói, một bên ở trong lòng tán thưởng. Tông chủ liền là tông chủ, nhìn xem, cái gì gọi là tính toán không bỏ sót, ngay cả khoảng cách, thời gian, đều toàn bộ coi là tốt. Mỗi một bước đều là như thế đặc sắc tuyệt luân, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Cái này các cao thủ quyết đấu, đơn giản để Dương Thạc nhiệt huyết sôi trào. Cái này mới là làm đại sự tông chủ. Vân Phiến công tử tính là cái gì chứ? Nhìn ta trở về đưa ngươi như thế nào bạo, cúc. Trương Mặc nào biết được Dương Thạc ý nghĩ trong lòng. Hắn chỉ cảm thấy đã cổ Cảng Thành không cần đi, cái kia liền trở về thủ tông môn à. Tại địa bàn của mình đánh, dù sao cũng so chặn giết mùa tới tốt. Phá Vân Phiến công tử, mỗi ngày cho hắn kiếm chuyện. Bổn tông chủ nguyên lai mặc kệ ngươi, hiện tại chính ngươi đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vung tay lên, Trương Mặc nói, lên ngựa, xuất phát về tông môn. Tất cả ma tu cùng nhau không người, là tông chủ. Cùng lúc đó, cổ Cảng Thành bến tàu, Hỏa Vân trưởng lão Trần ngược đón gió lập các loại mẻ kiếp. Bên cạnh, một tên thủy thủ bưng bát mì đến nói, vị này lão ca, đứng đủ lâu đi, đừng trống, tới cùng một chỗ ăn tô mì à? Con tô mật ăn ngon rất. Hỏa Vân trưởng lão trợn mắt nói, ăn mì gì? Lão phu hôm nay liền là chết đói, chết bên ngoài, từ nơi này nhảy xuống cũng sẽ không ăn ngươi một chút đồ vật. Hôm sau, Thiên Ma Tông, thần hồn nát thần tính, đại chiến sắp đến. Lão Lý đang chỉ huy phòng ngự, cạn kiệt khả năng chế tác bẫy dập, trong lòng mắng lấy các loại ngọa tào, miệng bên trong còn đang điên cuồng dạy người kiến tạo. Chính đạo liên quân đánh tới, hắn nhận được tin tức, chính đạo liên quân liên hạ mấy thành, thế như trẻ tre, như chém dưa thái rau, hướng về Tiểu Thánh Sơn mà đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay liền sắp tới, bực này tin tức là không gạt được. Rất nhanh toàn bộ Thiên Ma Tông ma tù cũng biết, lập tức liền có người muốn chạy trốn. Đáng tiếc hiện tại Thiên Ma Tông đã không phải lúc trước, muốn chạy đường trước bị kẻ thứ nhất bắt được, hoặc là đánh gãy hai chân ném vào bẫy dập, hoặc là trực tiếp làm thành đỉnh lô. Trước ổn định quân tâm, tái phát thả vũ khí, nguyên lai không nỡ lấy ra bảo bối ma hoàn đan dược loại hình, hiện tại không cần công lao cửu 98, cũng không cần công lao cửu 18, toàn diện miễn phí cầm lại nhà. Không nên hỏi ta vì cái gì, tông chủ cũng không phải biểu ca ta, chỉ là bởi vì Thiên Ma Tông tinh nhuệ đều không tại, lại không phát liên triệt để xong đời xong trứng, nội tâm điên cuồng gào thét. Lao Lý cả người kỳ thật đều đang run, sớm biết liền theo tông chủ cùng đi, không đến mức đợi chút nữa bị giết thành chó.
Lão Lý lúc đầu coi là lưu tại tông môn mới là an toàn nhất, ra ngoài chém chém giết giết nhiều nguy hiểm, nhất là còn đối mặt là chính đạo viện quân, cái kia treo lên đến, không được là thây ngang khắp đồng. Nhưng bây giờ xem xét, tông môn cũng không tốt gì, thậm chí nguy hiểm hơn. Bởi vì tông chủ hắn không tại tông chủ không tại, hắn liền cảm giác mình đã mất đi chủ tâm cốt. Tựa như nam nhân đã mất đi trứng, đột nhiên cũng cảm giác thật cô đơn, không có dĩ vãng dũng cảm. Đương nhiên tông chủ cũng không phải chỉ là trứng, còn có thể là cái khác rất nhiều thứ. Nói tóm lại, tông chủ, người chết ở đâu rồi à? Ta lão Lý, muốn xong rồi. Lý trưởng lão, tiểu thánh huyện thành phá, chính đạo liên quân tới. Một tên ma tu máu me đầy mặt chạy tới, nghe được hắn, lão Lý chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Tới thật nhanh nha, hiện tại thiên ma tông, cơ hồ cao thủ ra hết. Phàm là võ cảnh phía trên, bảy thành đều đi theo Dương Thạc bọn hắn đi. Lưu lại những này, tuy có sức chiến đấu, nhưng thật không cường, hoàn toàn không đủ để ngăn cản toàn lực tiến công chính đạo liên quân, nhất là dẫn đầu Vân Phiến công tử. Lão Lý nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn nhưng là đăng long cảnh cao thủ, không có đồng dạng đăng long cảnh cao thủ đến hạn chế hắn. Vậy hôm nay cái này chiến, liên cơ hồ không có đánh, muốn chết bao nhiêu người mới có thể lấp đầy Vân Phiến công tử tay? Làm sao bây giờ? Bỗng dưng, lão Lý chợt nhớ tới một sự kiện, trước khi đi, tông chủ còn an bài cho hắn một hạng chức vụ, điên nở quỷ sở nhiễm khán thủ già, là trong tông môn còn có một cái đại ngốc bức, không đúng, là một kiện đại sát khí. Người tới, cho lão tử người tới. Lão Lý nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng mấy người tiến lên. Dương đại trưởng lão lưu lại địa lao lệnh bài đâu? Cầm một cái, mang lên xiềng xích, đi đem cái kia bà điên cho ta lấy ra, sau đó phóng tới chính điện đi. Nghe được lão Lý, ở đây chư vị nhãn tình sáng lên. Lý trưởng lão, vẫn là người ngừ bức ta thế nào không nhớ tới đến, chúng ta còn có cái lợi hại nửa quỷ đâu. Đúng vậy đem nàng lôi ra đến, chính đạo liên quân cũng phải sợ. Nhanh đi, bớt nói nhảm. Một đám người vội vàng hành động, lúc không tà đợi, lão Lý tét miệng, nói khẽ, tông chủ, đây chính là ngươi để lại cho ta chuẩn bị ở sau sao? Lão tử lần này cần là thật có thể còn sống sót, ta nhất định giúp mày hào hảo thuần phục cái kia bà điên. Ngẩng đầu, lão Lý hơi có mấy phần dũng khí, nhanh chân hướng về phía trước, qua đầm lên, tất cả mọi người, chuẩn bị nghênh địch. Tiểu thánh nguyện, cửa thành phá vỡ, chính đạo liên quân như một dòng lũ lớn xông vào, trên đường phố người đi đường tứ tán, nhìn xem thủ thành ma tu nhao nhao bị chảm, thấy ngã một mảnh. Tiểu thánh huyện làm cách thiên ma tông gần nhất huyện thành, đã là ma binh phòng ngự xâm nghiêm địa phương, nhưng coi như thế cũng ngăn không được chính đạo liên quân một lần công kích. Cường đại Vân Phiến công tử một chiêu quả sát phi long liền phá vỡ tan phá tường thành, tiếp lấy phi thân mà xuống, nguyên khí hóa kiếm quét ngang một mảnh, thực lực đáng sợ tạo thành nghiền ép, không có cái nào ma binh cùng ma tu có thể gần Vân Phiến công tử trước người mới trượng. Nhìn xem đại quân xông vào trong thành, lấy đầu sát tư thái đối mặt còn lại ma tu, Vân Phiến công tử thì đứng ở cửa thành miệng, quạt xếp nhẹ lay động, chậm rãi tiến lên. Trở về, ta lại trở về, quen thuộc tiểu thánh huyện, quen thuộc đường đi, quen thuộc mùi máu tươi. Lần trước liên là ở chỗ này, hắn kỹ thua một bậc, bị thiên ma tông cùng sư ma liên hợp bước ra tiểu thánh huyện, mà lần này hắn dụng kế lại giết trở về tới, hắn liền không có ý định lại đi. Tiểu thánh huyện bên ngoài chính là thiên ma tông tông môn, tiếp đó chính là trận chiến cuối cùng nên kết thúc. Dạo bước hành tẩu tại trên đường phố, Vân Phiến công tử tâm tình rất tốt. Một tên heo mặt ma tu đột nhiên từ bên cạnh nhà dân bên trong xông ra, đụng nát vách tường, lộ ra bé nhọn răng nanh, toàn bộ thân hình hoàn toàn giống sắt thép, thình thịch tiến mạnh, công kích của lên khí lãng, lực lượng không thể khinh thường. Vân Phiến công tử lại nhìn cũng không nhìn, trở tay quạt xếp hợp lại, nguyên khí đi theo một điểm, một thanh kiếm trống giống xuất hiện, thẳng tắp từ trên trời rơi xuống, tụ nguyên kiếm khí là kiếm chạm, vụt, kiếm quang rơi thẳng, trực tiếp đem đầu heo ma tu xuyên qua, phanh, mặt đất nứt ra, nổ ra một đạo hố sâu, một chiêu tất sát, không cần cái khác. Vân Phiến công tử tiếp tục hướng phía trước, lúc này một tên võ giả lại bước nhanh mà đến, công tử, có tin? Vân Phiến công tử nhíu mày, dừng bước lại, có tin, bực này thời khắc, còn sẽ có tin cho hắn, tin tức gì trọng yếu như vậy? Mở ra tin, Vân Phiến công tử nhất thời con người rung mạnh, cái gì, cổ cảng thành không có nổ, thiên ma tông tinh nhuệ ma tu, không biết tung tích. Vân Phiến công tử trong lúc nhất thời có chút mộng, không có khả năng hôm qua chính là kinh chập này. Dựa theo tính toán của hắn, lúc này thiên ma tông tinh nhuệ cũng đã cùng nửa cái cổ cảng thành đồng quy vu tận, nhưng bây giờ cổ cảng thành bên kia đã không có nổ, cái kia thiên ma tông tinh nhuệ đi nơi nào? Vân Phiến công tử càng nghĩ càng kinh hãi, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy hiểm to lớn bao phủ mình. Tại trong đầu của hắn không khỏi hiện ra nam nhân kia ung dung không vội khuôn mặt, tà khí lạnh lạnh tiếu dung, phảng phất lúc này nam nhân kia chính nhất tay ôm lấy ma nữ, một tay bưng xương đầu chén rượu, cười danh danh nhìn xem hắn. Không có khả năng, hắn không có khả năng sớm xem thấu đây hết thảy, hắn là người không phải thần. Vân Phiến công tử xé nát giấy ném xuống đất,
Việc đã đến nước này, hắn đã không có đường lui, dù cho là bẫy dập, hắn cũng phải xông. Người tới, Văn Phiến công tử mặt âm trầm, chậm rãi bay lên. Trong tay quả xếp chỉ về phía trước, lớn tiếng nói, tất cả mọi người không ngừng lại, công kích trực tiếp Tiểu Thánh Sơn. Thiên Ma Tông, Tiểu Thánh Sơn, tới, bắn tên, ngăn trở, chính đạo cẩu tặc, ăn ra ra khí độc, mở bẫy dập. Đại quân vọt tới trước, rất nhanh liền đến chân núi. Ở đây, ngựa vô dụng, tất cả chính đạo liên quân bắt đầu xuống ngựa công kích. Lần này, chính đạo liên quân chuẩn bị liền càng đầy đủ, tu vi cao xông lên phía trước nhất, tung hoành kiếm khí mở đường, tựa như từng thanh mũi tên, thế muốn xé mở Thiên Ma Tông phòng ngự. Phích Lịch Ma Hỏa, chủ trận ma tu một tiếng kêu hô, sau một khắc, chân núi chính là liên tiếp nổ vang. Chỉ nghe ầm vang tiếng nổ vang vang vọng vân tiêu, những cái kia công kích phía trước chính đạo những cao thủ cũng nhao nhao bị cản, thậm chí bị tại chỗ nổ máu thịt bè bét. Nâng thuẫn, kết trận, chính đạo các liên quân cũng nghiêm túc. Tại Phích Lịch Ma Hỏa nổ vang trong nháy mắt, chỉ gặp mấy hàng triều đình cao thủ bằng sát đại thuẫn tiến lên. Đại thuẫn cao có 6 thước, kết thành thuẫn trận về sau, đầy đủ đem người sau lưng toàn bộ che chắn. Sau một loạt cao thủ, cầm trong tay trường mâu, từ thuẫn khe hở duỗi ra, sau đó nhanh chân tiến lên. Giết, 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 nguyên khí quang mang sáng lên, thuẫn trận phòng ngự lại tăng lên nữa. Ngay sau đó chính đạo các liên quân bắt đầu vây quanh thuẫn trận tiến lên. Cung nỏ bị cản, bấy dập bị bình, thi quỷ khó phá, trong lúc nhất thời, không có bất kỳ cái gì ma tu có thể ngăn cản thuẫn trận tiến lên. Mắt thấy cảnh này, đứng tại trên nhà cao tầng lão Lý nghiến răng nghiến lợi, chính đạo liên quân bổ sung máu mới dích sau biển khó chơi. Không đúng, nhìn lên đến hẳn là Vân Phiến công tử. Đối với những người này tiến hành chiến trận huấn luyện, hoàn mỹ đen tông môn đệ tử cường đại năng lực cá nhân, cùng triều đình cao thủ lợi hại chiến trận trình độ kết hợp lại cùng nhau. Cái này xác con rùa trận thật đúng là không dễ phá. Bên trên độc, bên trên mãnh độc, lão Lý lớn tiếng gọi, chủ trận ma tu lập tức bắt đầu chỉ huy, hét dài một tiếng. Tất cả ma tu đều lấy ra chuẩn bị xong đặc thù độc mình, thả, ném ra độc mình, lập tức khói đen bốc lên, đồng loạt ném ra khói đen, chỉ một thoáng, liền trở thành một đạo bao khỏa toàn bộ, chân núi khí độc bình trướng, thuẫn trận bên trong cao thủ đối mặt khí độc, vẫn là như nguyên lai đồng dạng bịt lại miệng mũi, ngừng thở, lại miệng ngậm giải độc đan hoàn. Lúc đầu thi độc, trường khí loại hình, này phương pháp hữu hiệu, có thể đối mặt lúc này khói đen, bọn hắn đột nhiên cũng cảm giác được toàn thân ngứa, ngay sau đó bắt đầu làn da thối rữa, kịch liệt đau nhức đột kích. Không tốt, là hủ ma độc, mau lui lại, không muốn vào khói đen. Anh, thật ngứa, ai tới giúp ta dừng ngứa. Nhìn thấy hủ độc có hiệu quả, lão Lý hơi an tâm mấy phần. Còn tốt, chỉ ít còn có thể cản một cái. Có thể nhưng vào lúc này, một bóng người cao phi mà lên, xông thẳng tới chân trời. Người kia, quần áo trắng hơn tuyết, tóc dài phiêu nhiên, cầm trong tay quạt xếp. Vân Phiến công tử, lão Lý ngơ ngác một chút, không rõ Bạch Vân Phiến công tử muốn làm gì. Nhưng hắn kịp phản ứng về sau, lập tức cảm thấy không lành, liên thanh gọi, nổ chết hắn, nhanh cho lão tử nổ chết hắn. 10 cái cánh tay to lớn, dáng người khôi ngô ma tu dùng hết toàn lực ném ra Phích Lịch Mã Hỏa, thẳng đến Vân Phiến công tử mà đi. Mà lúc này Vân Phiến công tử lại tay cầm tại quạt xếp bên trên một vòng, chỉ gặp nguyên bản giản dị tự nhiên quạt xếp, lập tức có như kim loại ông anh sáng bóng, có theo gió mà đến, cứ gió bay đi. Vân Phiến công tử bỗng nhiên vung lên quạt xếp, chỉ một thoáng gió lớn thổi ào ào, trên người nguyên khí kéo căng. Vân Phiến công tử lại hô to một tiếng nói, phong như ta, thổi tan thế gian không tịnh, cuồng phong như long. Theo âm thanh rơi xuống chính là một mảnh vòi rồng chi phong, cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt, liền đem bay tới Phích Lịch Ma Hỏa thổi đi. Vòi rồng cấp tốc tăng vọt, Vân Phiến công tử trên người quang cũng đi theo ảm đạm không thiếu. Tiếp lấy vòi rồng rơi vào Tiểu Thánh Sơn trên sườn núi, chỉ một thoáng hủ độc chi khói liền bị thổi tan. Ngay tiếp theo vô số ma tù điên cuồng gọi, mau trốn, quân của ta, ta Hoa Mẫu Đơn mang kim tướng quần bay. Hô cái gì, chúng ta đều nhanh bay, lui, mau lui lại, một chiêu phá khí độc. Ngay tiếp theo còn giết ra đến một đầu thẳng đến đỉnh núi con đường. Chính đạo các liên quân chỉ một thoáng khí thế phóng đại, quả nhiên có đăng long cảnh cao thủ dẫn đội, liền là không giống nhau. Vòi rồng mặc dù chỉ kéo dài không đến 10 hơi thời gian liền chậm rãi tiêu tán, nhưng vẫn là phá hủy ma tu nhóm phòng ngự. Vân Phiến công tử phi thân rơi xuống đất, sắc mặt hơi trắng bệch. Bên cạnh đang tại công kích Khôi trưởng lão nhìn thấy màn này, cũng tranh thủ thời gian tới, một thanh đỡ lấy Vân Phiến công tử nói, công tử, ngươi thế nào? Vân Phiến công tử hít thở sâu một hơi, khoát tay nói, không ngoại, nguyên khí phóng thích quá độ mà thôi. Tranh thủ thời gian xuất ra bình thuốc, ăn hai hạt viên đan dược. Vân Phiến công tử sắc mặt lập tức khá hơn một chút, đi, nhanh đi đỉnh núi, tìm tới ma đầu kia, giết hắn, hết thảy liền kết thúc. Vâng, Vân Phiến công tử cùng In Thôi trưởng lão lập tức tăng tốc bước chân, hai người rất nhanh liền đều xông lên phía trước nhất. Gặp ma tu, đều không là hai người địch. Đỉnh núi đang ở trước mắt, Vân Phiến công tử một chút liền thấy được chính điện. Sau đó, hắn cũng cảm giác được trong chính điện một cỗ cực mạnh tà khí, lập tức thần sắc vui mừng. Cảm thấy sao? Thôi trưởng lão, cường đại, tà ác ma đầu. Thôi trưởng lão đi theo gật đầu nói, cảm thấy, người tới, tất cả võ cảnh trúc linh trở lên, đi theo ta.
Tây Tạo Liên Quân bên trong tất cả đỉnh tiêm cao thủ, Văn Phiến công tử dẫn đội thẳng vọt tới cửa chính điện trước. Lúc này, sau lưng Ma Tu cùng chính đạo các liên quân đã tạo thành loạn chiến, Lao Lì đám người thì là bị đánh liên tiếp lui về phía sau, đều nhanh muốn thổi lui đến ma tháp địa lao. Bên này, Văn Phiến công tử hít thở sâu một hơi, lấp lóe ánh mắt, chậm rãi trở nên kiên định, cuối cùng đã tới một khắc cuối cùng, ma đầu, nên phân cái sinh tử. Bỗng nhiên, Văn Phiến công tử một trường mở cửa lớn ra, ngay sau đó, đập vào mi mắt là một đạo xinh đẹp thân ảnh. Nàng đưa lưng về phía Văn Phiến công tử đám người, tay bên trong đang bóp một tấm lệnh bài, mắt thấy chỉ còn lại một điểm cuối cùng. Văn Phiến công tử nhìn xem nàng, đột nhiên lông mày nhíu chặt, là nữ tử, ma đầu kia đâu, ma đầu người đâu? Chậm rãi, Sở Nhiễm bóp nát một điểm cuối cùng, tiếp lấy chậm rãi xoay người lại, hai tay cụp xuống, đầu lâu nâng lên, điên cuồng ánh mắt gắt gao tập trung vào Văn Phiến công tử. Ngươi là Sở Nhiễm? Văn Phiến công tử chỉ nhớ không sai, thế mà còn nhận ra được. Bên cạnh Thôi trưởng lão càng là chấn kinh, há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Giống, Sở Nhiễm chợt phát ra như dã thú kêu gào, tiếp lấy từng bước một hướng Văn Phiến công tử đi tới, trên thân toát ra huyết quang, sát khí đầy tràn chính điện. Văn Phiến công tử lập tức thần sắc tụ biến, lớn tiếng nói, nàng không phải Sở Nhiễm, nàng là thi quỷ, tất cả mọi người, cẩn thận. Còn chưa chờ Văn Phiến công tử nói xong, Sở Nhiễm liền trực tiếp hóa thành huyết sắc tàn ảnh, đi tới trước mặt hắn. Một chảo, Văn Phiến công tử hộ thân nguyên khí bị phá, khuôn mặt bị bắt, máu tươi hắt vẫy, cả người bay rớt ra ngoài.